Đem ba cái mang về nhé. Cho em cái nữa ăn ở đây thôi chị. Ấy rồi chị. Mẹ có hả? Mẹ có đến sao? Mẹ trước là con ạ. Được ăn bánh bánh hộp lọc này, được nước, được ngồi quán gì. Lương bí hết bao nhiêu rồi chị gửi không? Hết gì đâu. Không gì hả? Bao nhiêu? Xem nhà này. Xem nhà này. Chị ơi, chị giỏi, cho chị tím mắm được không? Ăn hết mắm, tốn mắm ghê. À, hiểu ạ. Okay.
Thank you.
Là